Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Việt Nam vẫn an toàn nhờ nỗ lực của chính phủ và người dân. Covid-19 xu hướng đi chợ online nở rộ. Chương trình OCOP của tỉnh Thái Nguyên giúp nhiều sản phẩm khẳng định được thương hiệu. 12 năm tù cho đối tượng lừa đảo huy động vốn xây dựng bệnh viện từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổng hợp tiếp ý kiến thành viên Chính phủ và hoàn thiện tờ trình và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 đưa ra mục tiêu tổng quát là bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững, phấn đấu từng bước xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói cho tất cả mọi người dân, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, tạo việc làm đầy đủ, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, giảm bất bình đẳng trong xã hội. Mục tiêu cụ thể của chương trình là tăng cường sự kết nối về hạ tầng, giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của mỗi người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng thời nâng cao chất lượng nhân lực, tạo việc làm gắn với thu nhập, bảo đảm tốc độ tăng trưởng thu nhập của 40% dân số có thu nhập thấp nhất cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân quốc gia. Bộ Y tế vừa tổ chức xin ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn quy trình nhập cảnh và giám sát cách ly y tế phòng chống COVID-19 với người nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại quốc tế như thường lệ. Theo đó, người nhập cảnh sẽ tự chi trả toàn bộ chi phí cho các hoạt động đưa đón, cách ly tại khách sạn, xét nghiệm COVID-19. Riêng đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ ở Việt Nam trên 14 ngày được miễn thu phí xét nghiệm trừ trường hợp yêu cầu cách ly tại khách sạn theo nguyện vọng. Người đi trên các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ nhập cảnh vào Việt Nam từ các quốc gia, khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh, danh sách các quốc gia, khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh sẽ được quyết định bởi Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Ban Chỉ đạo Quốc gia. Tạp chí BOGEN thuộc dự án BOGEN, một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đầu về chống đói nghèo của Mỹ, vừa có bài viết đánh giá về tình hình dịch bệnh và tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam. Bài viết cho rằng dịch COVID-19 không kéo dài được lâu ở Việt Nam, trái ngược với diễn biến ở các quốc gia khác trên thế giới như Mỹ hay châu Âu. Đây là thành quả mà Việt Nam đạt được nhờ sớm đưa ra chiến lược xét nghiệm cho phép truy vết các ca bệnh, từ đó kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh. Mặc cho COVID-19 hoành hành trên thế giới, Viện Nghiên cứu Chính sách và Kinh tế VEPA dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt ít nhất 5%. Việc khôi phục trạng thái bình thường hóa tại Việt Nam cùng với thành tích của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo cũng như các chương trình y tế mở rộng để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ y tế rất đáng được ghi nhận. Sau thông báo miễn phí vận chuyển hàng cứu trợ tới các tỉnh miền Trung của một số hãng hàng không trong nước, để chia sẻ với người dân vùng lũ, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết sẽ giảm giá vé các đoàn tàu khách thống nhất đến miền Trung. Đây là một nghĩa cử đẹp trong bối cảnh người dân miền Trung đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề do bão và mưa lũ vừa qua. Cụ thể, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn sẽ giảm 20% giá vé các đoàn tàu khách SE3, SE4, SE7, SE8, SE21, SE22 cho hành khách đi đến khu vực miền Trung, đoạn từ ga Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đến ga Yên Trung, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian áp dụng từ ngày 30 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Ngoài ra, công ty tiếp tục miễn cước vận chuyển hàng cứu trợ của các tổ chức, đơn vị đến người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, vận chuyển từ tất cả các ga đến các ga Huế, Đông Hà, Đồng Hới, Vinh trên toa xe hành lý nối theo tàu khách, tàu hàng từ nay đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một cú click chuột hay vài thao tác chạm là có thể mua bất cứ loại thực phẩm nào dù đang ngồi quán cà phê, văn phòng hay thậm chí là ngay tại nhà. Chính sự tiện lợi này mà ứng dụng đi chợ online ngày càng được nhiều bà nội trợ lựa chọn, mặc dù dịch bệnh đã bị đẩy lùi và được kiểm soát chặt chẽ. Thay vì đến chợ truyền thống hoặc đến siêu thị mua sắm thực phẩm cho gia đình trong tuần, nhờ ứng dụng đi chợ online, mỗi ngày chị Trần Nhung chỉ cần tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi giữa giờ làm là có thể mua thực phẩm cho gia đình hàng ngày. Đi chợ online thì em có thể tranh thủ trong giờ nghỉ ở trong thời gian làm việc đặt hàng, và đến khi về nhà thì shipper đã giao đến nhà rồi thì việc nấu ăn nó sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Là nhân viên kinh doanh,
chị Kim Nhung cũng khó có thể thu xếp thời gian đi chợ hàng ngày. Việc đi chợ online không chỉ giúp chị tiết kiệm thời gian, mà hàng ngày vẫn có thực phẩm tươi sống. Chủ yếu là một tuần đi siêu thị một lần, tôi đi phải đi siêu thị một lần và mua sắm cho cả tuần luôn. Đó thì cũng phải chấp nhận là đồ phải ăn đồ đông lạnh, thì cái đấy nó cũng không được thoải mái lắm. Sau khi mà có các cái dịch vụ mà mua online á, thì tôi có thể mua sắm một ngày một lần, thậm chí là như vậy thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều. Dù ra mắt dịch vụ mang tính chất đối phó với tình hình dịch Covid-19, nhưng đến nay với sự cạnh tranh mạnh mẽ, sự phát triển về công nghệ đã giúp các nhà cung cấp đáp ứng rất nhanh và tốt nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là tại các đô thị. Đã triển khai dịch vụ là đi chợ online để làm sao có thể cung cấp cho tất cả người tiêu dùng có thể đi chợ hàng ngày, mua hàng tươi sống, hàng đảm bảo chất lượng, hàng chính hãng và hoàn toàn là giúp cho cuộc sống của mọi người cảm thấy tiện lợi hơn, an toàn hơn và hạnh phúc hơn. Mua sắm online được nhận định vẫn là xu hướng được người tiêu dùng lựa chọn trong thời gian tới. Tuy vậy, để có được trải nghiệm dịch vụ đi chợ trực tuyến hoàn hảo, người tiêu dùng nên cân nhắc lựa chọn chợ online từ các thương hiệu uy tín để tránh những phiền phức không đáng có. Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến ngày 30 tháng 10, bão số 9 đã làm 68 người chết và mất tích, trong đó 21 người chết và 47 người mất tích. Mưa lũ do bão số 9 đã làm sập hơn 2.600 ngôi nhà, tốc mái hơn 92.000 nhà và làm ngập hơn 2.400 nhà. Nhiều tuyến tỉnh lộ, huyện lộ bị sạt lở. Các địa phương đang thống kê đánh giá thiệt hại, 21 tàu cá bị chìm. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ban Chỉ đạo Trung ương và phòng chống thiên tai, các bộ ngành và địa phương tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích do sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam và trên 2 tàu cá tỉnh Bình Định bị chìm ngày 27 tháng 10 năm 2020, tổ chức cứu chữa người bị thương và thăm hỏi, hỗ trợ động viên những gia đình có người chết, rà soát các hộ dân bị thiệt hại, đặc biệt là các hộ có nhà bị sập, bị ngập sâu, kịp thời hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, kiên quyết không để người nào bị đói rét, bị thương, không được chữa trị. Gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt việc ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng dưa lưới ở huyện Phù Cừ đã tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, an toàn với sức khỏe người tiêu dùng. Dưa lưới là giống cây trồng cho giá trị kinh tế cao nhưng có nhiều sâu bệnh, nguy cơ mất an toàn thực phẩm nếu trồng theo phương pháp truyền thống. Nắm bắt được điều này, năm 2017, ông Hoàng Văn Điệp ở thôn Hoàng Các, xã Tiên Tiến đã mạnh dạn đầu tư làm nhà lưới quy mô hơn 8.000 m² để chắn côn trùng, khắc phục những ảnh hưởng bất lợi của thời tiết. Quy trình sản xuất khép kín, dinh dưỡng được pha tự động và tưới đều lên cây. Cùng với đó, ông đưa vào gieo trồng nhiều giống dưa mới nhập khẩu từ nước ngoài như Nhật Bản, Malaysia. Nhờ đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các diện tích trồng dưa của ông luôn cho sai quả. Năng suất trung bình 2,5 tấn trên 1.000 m² với giá bán từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg. Dưa này thì cũng chỉ là khó chăm sóc. Nếu như mà mình không chăm sóc kỹ, chẳng may mà phải vi khuẩn, vi sinh hoặc lấm bệnh là hầu như là dưa sẽ bị hỏng. Cho nên là bắt buộc mình phải trồng trong nhà kính và chăm sóc theo công nghệ cao. Anh Bùi Văn Phương ở thôn An Cầu, xã Tống Chân là một trong những người tích cực đưa công nghệ cao vào áp dụng trên cây dưa lưới ở huyện Phù Cừ. Hiện nay, mô hình của anh có quy mô hơn 6.000 m². Nhờ áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nên gần như anh không phải thuê thêm lao động. Cây dưa lưới không trồng dưới đất mà trồng trên giá thể đã qua xử lý, không sử dụng nước ở ao hồ nên hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Nhà lưới được khử trùng trước khi trồng, sản phẩm sau khi thu hoạch được dán tem truy xuất nguồn gốc và lấy mẫu kiểm tra định kỳ. Áp dụng cái công nghệ cao từ cái việc là sản xuất trong hệ thống nhà lưới, nhà màng, hệ thống tưới giỏ giọt tự động, giảm thiểu được cái nhân công, giảm thiểu tối đa cái việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, cho ra cái sản phẩm vừa an toàn vừa chất lượng. Những mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, vừa cho giá trị kinh tế cao, vừa an toàn với sức khỏe con người. Được triển khai từ năm 2019, đến nay việc thực hiện chương trình OCOP của tỉnh Thái Nguyên đã giúp nhiều sản phẩm thế mạnh của địa phương khẳng định được thương hiệu tại thị trường trong nước. Đặc biệt là sản phẩm chè đã giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
Với trên 200 làng nghề chè truyền thống, tạo nên hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chè La Bằng, Đại Từ, chè hữu cơ Sông Cầu, làng nghề chè Vô Chanh, tức Chanh, Phú Lương. Có tới 70-80% sản lượng được tiêu thụ trong nước, 20-30% sản lượng chè chế biến xuất khẩu. Do đó, việc xây dựng các sản phẩm OCOP đã tạo cơ hội cho người dân địa phương có việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng thành công chương trình nông thôn mới ở Thái Nguyên. Hợp tác xã chè Hảo Đạt chúng tôi thì hiện là có 8 thành viên chính thức. Tất cả cái sản phẩm của chúng tôi là đều là sản phẩm sản xuất theo quy trình Việt Gáp hết. Và đợt vừa rồi là đi thi OCOP thì chúng tôi là cả 3 sản phẩm dòng tôm nõn, dòng chè đinh và dòng ốc câu là đều đạt 4 sao là của chương trình của nhà nước, là mỗi vùng miền một sản phẩm. Hợp tác xã chúng tôi là có được như ngày nay là nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan ban ngành tận tình giúp đỡ về kỹ thuật, về vật chất, về mọi lĩnh vực, về quảng bá thương hiệu. Thì cái chè của hợp tác xã chúng tôi hiện bây giờ thì chúng tôi đã bán cho rất nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Phát triển sản xuất nông nghiệp của người dân thì đặc biệt là phát triển sản xuất nông nghiệp thì tỉnh đã có rất nhiều cơ chế chính sách để quan tâm hỗ trợ cho người nông dân. Tỉnh ủy thì có nghị quyết 10 ban hành cái chiến lược phát triển nông nghiệp trong tình hình mới. Hội đồng dân tỉnh thì ban hành nghị quyết số 05 về cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư và các cái phát triển sản xuất nông nghiệp đặc thù. Ủy ban dân tỉnh thì ban hành rất nhiều đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thế rồi đề án mỗi xã một sản phẩm gỗ OCOP. Thế rồi tới đây thì tỉnh cũng đang tiếp tục xây dựng cái đề án các sản phẩm chủ lực của địa phương. Tất cả các cái đề án rồi chính sách cơ chế của tỉnh đều nhằm một mục đích là giúp cho người dân có thể phát triển sản xuất nông nghiệp để mà nâng cao thu nhập. Đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới thì cái phát triển sản xuất nâng cao thu nhập là cốt lõi. Đáng nói, chương trình OCOP giúp thúc đẩy nhanh quá trình liên kết, hợp tác giữa người nông dân và các hợp tác xã, doanh nghiệp. Từ đó, giá trị kinh tế của sản phẩm được nâng lên từ 20% trở lên nhờ đạt tiêu chí OCOP, thúc đẩy tăng doanh số bán hàng của các đơn vị có sản phẩm đạt 3-4 sao. Mặt khác, việc thực hiện chương trình OCOP góp phần nâng cao trách nhiệm của người sản xuất và nhận thức của người tiêu dùng. Đề án mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Thái Nguyên thì cũng đã được triển khai rất là sâu rộng đến tất cả các địa phương trong tỉnh. Thì sau một quá trình triển khai thực hiện thì đến nay thì đến hết năm 2019 thì tỉnh Thái Nguyên đã có 25 sản phẩm OCOP của các địa phương. Thế mà hiện nay thì chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để đánh giá các cái sản phẩm trong năm 2020. Thì dự kiến năm 2020 thì sẽ có thêm khoảng trên 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn của sản phẩm OCOP. Ngoài ra, để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, các huyện thành thị trong tỉnh sẽ phát triển loại hình siêu thị, cửa hàng phân phối sản phẩm cấp xã, huyện, xây dựng ở mỗi huyện một mô hình điểm về phát triển sản phẩm OCOP. Đồng thời, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ các sản phẩm bằng việc lồng ghép đưa sản phẩm OCOP tham gia hội chợ, hoạt động triển lãm, tổ chức đánh giá, xếp hạng sơ bộ sản phẩm OCOP. Có thể nói, với sản phẩm chè của Thái Nguyên, khi được chứng nhận OCOP đã giúp cải thiện rõ rệt đời sống, kinh tế của người dân trồng chè Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Mới đây tại thủ đô Seoul, Văn phòng Quản lý Lao động Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Lao động Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo tuyên truyền phổ biến những quy định mới đối với người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Do dịch COVID-19 nên từ đầu năm nay, phía Hàn Quốc chưa tiếp nhận được các lao động mới từ Việt Nam. Đại diện phía Hàn Quốc khuyến cáo các lao động Việt Nam hết hợp đồng lao động xong chưa thể trở về nước thì nên tới các văn phòng quản lý xuất nhập cảnh để xin giấy phép tạm hoãn xuất cảnh hàng tháng. Hiện còn nhiều lao động Việt Nam chưa tới nhận tiền bảo hiểm. Cụ thể, có tới 5.000 khoản tiền bảo hiểm với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng chưa được các lao động người Việt Nam lấy về. Ngoài phổ biến các quy định mới, đại diện phía Hàn Quốc và Đại sứ quán Việt Nam đã giải đáp nhiều câu hỏi thắc mắc của các tư vấn viên. Đây chính là những người làm cầu nối giữa cơ quan quản lý lao động và người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc. Hiện có gần 34.600 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo chương trình EPS Visa E9. Bên cạnh đó, còn có gần 2.500 lao động kỹ thuật cao Visa E7 và gần 8.200 lao động ngư nghiệp Việt Nam Visa E10 đang làm việc tại đây.
Khái niệm trường học hạnh phúc đã được đưa ra từ lâu và đây cũng là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành giáo dục. Tuy nhiên, việc triển khai phong trào này vẫn còn nhiều rào cản, trong đó áp lực học tập là nguyên nhân chính. Đây là nội dung của Hội thảo Khoa học Quốc tế Tâm lý học và giáo dục vì sự phát triển của học sinh và nhà trường hạnh phúc diễn ra mới đây tại Hà Nội. Học sinh ngày càng ít hạnh phúc. Vấn đề này từng được đại biểu đề cập đến trong nghị trường Quốc hội. Thực tế, tình trạng học sinh có biểu hiện xuống cấp đạo đức ngày càng nhiều. Các vụ bạo lực học đường diễn ra thường xuyên, hay tỷ lệ học sinh có biểu hiện rối loạn tâm lý, trầm cảm, thậm chí tự tử có xu hướng tăng nhanh. Tất cả những điều này sẽ được giải quyết nếu như học sinh được sống trong môi trường học đường hạnh phúc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, dường như đích đến của nó vẫn còn rất xa, chưa nói đến nhiều trường học còn chưa bắt đầu. Nguyên nhân chính là do mục tiêu giáo dục hiện nay vẫn mang nặng tính thành tích. Nếu là áp lực học hành, áp lực thi cử, áp lực biến con họ trở thành những ngôi sao, áp lực cạnh tranh với các bạn, áp lực để được nhiều giải thưởng để được nổi tiếng. Và như vậy thì nó đau đầu lắm. Theo chuyên gia, học sinh chỉ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi các em được tôn trọng, lắng nghe và được làm chính bản thân mình. Mong muốn xây dựng được môi trường hạnh phúc là điều mà trường nào cũng muốn hướng đến. Tuy nhiên, do chỉ số kiến thức vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cả nhà trường và phụ huynh, nên các yếu tố để xây dựng trường học hạnh phúc bị bỏ ngỏ. P thứ nhất là people, tức là con người. Ở đó thì nói đến cái mối quan hệ giữa thầy và trò, mối quan hệ giữa trò với trò, mối quan hệ giữa các chủ thể trong nhà trường. Cái P thứ hai là toàn bộ các quá trình dạy học và hệ thống. Và chữ P thứ ba là toàn bộ môi trường, trong đấy có cả môi trường về mặt tâm lý xã hội và môi trường về mặt vật chất. Với ba nội dung chính, những vấn đề tâm lý học và giáo dục học trong giáo dục học sinh, thực trạng hoạt động của nhà trường hiện nay theo hướng xây dựng nhà trường hạnh phúc, giáo dục gia đình và sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng nhà trường hạnh phúc. Kết quả của hội thảo là những đóng góp quan trọng cho các trường, các nhà làm chính sách có hiểu biết chung về các hướng nghiên cứu tâm lý học, giáo dục học liên quan đến sự phát triển học sinh và xây dựng nhà trường hạnh phúc. Mẹ học sinh. Tiếp tục là những thông tin liên quan đến vấn đề khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, tên thường gọi là bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Để giúp những người dân sinh sống trong vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn nói riêng được sống trong bầu không khí trong lành hơn và giúp cho thủ đô Hà Nội nói chung giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường gây bức xúc tồn tại nhiều năm qua mà chưa được giải quyết triệt để. Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Môi trường Nhật Việt GVE Group đã gửi công văn để báo cáo đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề xuất tài trợ miễn phí thí điểm xử lý mùi của bãi rác Nam Sơn, khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn bằng công nghệ bio nano Nhật Bản. Sau 2 ngày xét xử, ngày 29 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Việt Anh, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, lợi dụng việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình có chủ trương cho phép Hợp tác xã Thương binh và Người tàn tật huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình kêu gọi vốn từ các cá nhân tổ chức để xây dựng Bệnh viện Đa khoa Từ thiện Thái Bình, bị cáo Nguyễn Thị Tuyết đã dùng thủ đoạn gian dối để ông Vũ Đức Miên, chủ nhiệm Hợp tác xã, tin tưởng ký hợp đồng hợp tác xây dựng Bệnh viện Đa khoa Từ thiện Thái Bình. Sau đó, bị cáo yêu cầu ông Vũ Đức Miên ứng trước một khoản tiền để lo chi phí giải ngân vốn của đối tác nước ngoài. Bằng thủ đoạn này, bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là 618 triệu đồng. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội tổ chức thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người cướp tài sản xảy ra ngày 23 tháng 10 tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Hai bị can trong vụ án nghiện ma túy cùng trú tại địa bàn huyện Thường Tín bị khởi tố về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Theo báo cáo của Công an Hà Nội, khoảng 2 giờ sáng ngày 24 tháng 10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Thuận ở xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín về việc con gái chị là cháu Trần Thúy Hiền sinh năm 2002 mất tích từ tối ngày 23 tháng 10. Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an thành phố Hà Nội áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức điều tra xác minh và xác định nghi can của vụ mất tích là Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân cùng trú tại huyện Thường Tín. Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quân đã bỏ trốn. Ngày 27 tháng 10, cơ quan công an đã triển khai kế hoạch điều tra đấu tranh xét hỏi nghi can chính của vụ án là Nguyễn Xuân Trung và truy tìm tung tích nạn nhân.
Đến 12 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thúy Hiền tại hạ lưu sông Nhuệ thuộc địa phận huyện Thường Tín, cách khu vực xảy ra vụ án hơn 4 km. Đến 20 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, nghi can thứ hai của vụ án là Nguyễn Văn Quân đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín. Hiện Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Văn Quân về hai tội danh giết người, cướp tài sản. Nhân dịp này, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cũng đã có các hình thức khen thưởng đối với các lực lượng tham gia phá án. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.